ngày nay khi nhóm miền phía dây sôn mà phải bay ngày nay nhóm mai bóng bóng mơ phía dây sôn mà phải bay còn chỉ man mà mơn phèm phong của lâu chiêng ok dạ p mà mơn phèm phong của lâu chiêng nhóm mai bóng bóng mơ sẽ bỏ mấy trở lên nữa như ngày phía dây nhây cực chi khlang mềm đến hay nhóm mơ sẽ bỏ bỏ con đi nè là lốn hay phía chạm phía dây chứ bóng bóng chỉ nằm mơ nơi bê để bóng bóng chi hẹn ọc là tích cư vì xì mà chiêng khăn nhỉ à mà chiêng khăn chú vế nhá mà chiêng khăn chú vế mà chiêng khăn cả tia sẽ biên nè hay mà tôi đi có chi ban mà mơn phèm pon của lỗ chiêng ok hay dùng mơ sẽ bỏ chi là lỗ mòn anh ấy mới chơi lên nữa hay nửa lỗ bạn đi cứ dùng chi là số thì ok hay vì ai miền bảy nhà tam phơi chỉ dạ tha hạt bỏ sân chỉ dùng ngọt bàn thực cả phá lập đồ nữa sẽ bỏ trình hay anh ấy sẽ bỏ đi anh ấy có dùng mơ nữa à tam cả là bảo vệ này ok dùng mơ nữa à cả là hàng hàng sáu năm cả là hàng sáu năm nơi là chất bẹ cả ta này hay dùng mơ cả là hàng chú phê nhỉ đó bây giờ là hàng chú phê vì vì si vì si tiền mà chỉ hiên mỗi nè si tiền mà chỉ hiên ok phi giấy cứ mình tham mồi ha mình tham mồi học tì ok phi giấy cứ hình chân nữa hay sẽ mẹp lên vùng con bảo vía cứ à mồi học xôn mà phi phi mà phi môi nữa cứ vùng con vía cứ đập bầy mà hồi xăm chất đập bầy ok vì vì vùng tối chứ nè bảo sân chỉ mồi ha phi giấy mồi ha sau năm bảy sau năm bốn này nắng anh ấy vùng đập buồn bàn tay bờ scoop bờ phây giấy sôn mà phây pi bộ mồi học này cứ vùng đập bầy hay brand bảo biết cứ Michelin ok Michelin này brand cứ sơ bộ cứ lo mình đến anh ấy chỉ original bảo biết mong nên này hay dùng mơ nó khẳng lên nè hay mà tối nay có chi làng đom bỏ mỡ nè dùng mơ khẳng khăn ông này mới nè nè hay dùng bà hai như khăn ông camera nè thấy nhé à cái lại thân nền ấy cứ viên nghi nằng miền bảy hai miền tây bà dân thì dân chi nơi bờ to chi vi tiết đó nè hay là lỗ một tới cái tới bờ sờ bọ thăm mà đá cứ vi ở thôn đó thân này thì anh ấy sờ bọ mới trở lên đó anh ấy sờ bọ xin nè ngay con đường phía bảo viết cứ dân chi là hốt cứ dân ai phá ban mà mơn phèm pon cái lối chuyện ok.